Mày biết bố mày là ai không? I can't believe học dịch. Vậy là nguyên xóm chỉ có nhà mình cúp điện thôi. Đúng là quà tặng cột sống mà. Alo, này phải số công ty cung cấp điện không anh? Trời ơi, nguyên cái xóm xài điện ầm đùng mà có mình nhà em cúp à anh? Mần ăn gì kỳ vậy? Cho em hỏi là anh đã đóng tiền điện đúng thời hạn chưa ạ? Điện nhà em câu trộm nhà ông ba trà cú mà đóng gì anh? Tiền điện anh đi mà hỏi ổng á. Alo. Trời mẹ tắt máy luôn. Làm ăn gì kỳ thiệt chứ. Gọi cái ông nội ba trà cú này nữa. Tiền thì cả núi trong nhà á, mà tiền điện thì không chịu đóng. Tiệm hớt tóc nam thiên đường với nhiều nhân viên nữ sexy tưng bừng khai trương. Vậy cũng cho lên báo được nữa. Thuần phong mỹ tục ở đâu? Đạo đức ở đâu? Địa chỉ ở đâu? Cái gì nữa đây thằng báo? Ủa ông ba trà cú sao không đóng tiền điện? Ông biết làm gì ảnh hưởng đến người khác lắm không? Ông biết con cài game ngày đêm cực khổ lắm không? Ủa gọi điện nhà mày liên quan gì tới nhà tao mày? Ủa khoan, vậy là mày câu trộm điện nhà tao hả? Chứ không lẽ. Ghét rồi, tao chán cái sớm này quá trời quá đất. Thôi đi tắm. Trời mẹ cúp nước luôn. Alo. Trời đất thánh thần thiên địa hội ơi. Cúp điện đã đành rồi nha. Còn cúp nước nữa mấy ba. Đây là công ty cung cấp điện thằng ngu ơi. Không phải cung cấp nước. Vậy á hả? Tưởng đâu điện nước là chung một công ty. Xin lỗi đi. Lỗi cái đầu mày chứ lỗi. Alo. Alo. U là trời. Làm ăn mà chửi khách hàng như con đẻ vậy đó. Nhân viên tổng đài mà mình tưởng nó là ông nội mình không á. Hãy cứ vô tư và lạc quan lên em ơi. Nè 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 nè. Quá trời mát rồi. Tao nè mày. Ủa cô bún bò, sao cô qua đây? Tao đang tắm thì cúp nước. Nhà mày còn nước không? Cho tao tắm kè với. Ủa sao bối cảnh này giống trong phim Huyền Thoại Tokuda và những người cháu hiếu thảo vậy ta? Rồi nhà còn nước không mày? Nhà con cúp nước rồi. Còn có nửa thau nước thôi à. Thế cho tao tắm kẻ nha. Phan đã. 1 lít 200 gử. Tiền trao thì nước múc. Mà tao không có đem theo tiền mày ơi. Vậy quẹt thẻ. Tao lấy đâu ra thẻ ngân hàng? Trời ơi sao cô không nói sớm. Là móc cái ATM ra mắc mệt. Mà thôi, nể tình hàng xóm với nhau, con cho cô nửa thao nước đó đó. Dù sao thì tiền nước nhà con cô cũng là người đóng mà. Ủa, là sao mày? Thì nước con câu trộm nhà cô mà. Sao kỳ vậy ta? Hay là công ty điện nó biết mình câu trộm điện ta? Chắc tại xây nhà kế thằng cô hồn cục nên nó xui. Ê thằng cô hồn ơi, nhà mày có cúp điện không vậy? Nhà tao cũng cúp điện luôn rồi mẹ ơi. Vậy qua nhà thằng gồng lùi đi, chắc nhà nó có điện á. Ủa, tối rồi đi đâu nữa vậy hai thằng cô hồn? Nhà hai đứa tao cúp điện mày ơi. Vậy á hả? Chắc tại nghèo á, nay xui lắm. Vô nhà chơi rồi nói tiếp đi hai xu huynh. Ủa sao nguyên xóm cúp điện mà có mình nhà mày còn vậy? Nhà tao có quen với trung tâm điện lực thế giới mà mày. Bà mẹ nó, quê thiệt chứ. Thôi lỡ qua đây rồi, vô phòng tao chơi, sẵn ăn kiếp xào xả ớt không? Thôi dẹp đi ông nội ơi, không có ăn uống dở cái nhà mày hết á. Ừ đúng rồi, nhà mày không có cái gì ăn được hết á. Vậy thôi vô phòng tao chơi thôi. Phòng tao hơi dơ nha. Thôi khỏi giới thiệu, tụi tao quen rồi. Rồi giờ làm gì? Cứ ngồi nhìn nhau thế này à? Chứ cúp điện rồi làm được cái gì bây giờ thằng cô hồn? Tụi bay đói bụng không? Hay là ăn kiếp xào xả ớt?
Mày mà mời tụi tao ăn kít một tiếng nữa là tới số nha mày. Ôi bạn ơi, mình lớn hết rồi, đừng dùng bạo lực giải quyết vấn đề bạn ơi. Chỉ qua đây chơi thôi chứ không ăn uống gì hết á. Hay là kể chuyện ma đi, không khí u ám như thế này thì chỉ có kể chuyện ma là thích hợp nhất thôi. Chuyện ma gì đây? Ma chà bú. Sao? Không vui hả? Mía này thì ăn nói xào lơ. Chuyện ma thì tao một bụng. Để tao nhớ coi. À, nhớ rồi. Ngày xưa có con mẹ bán dưa, bả cưa cái cẳng, bả nắng cái nồi, bả nhồi cục bột, bả lột miếng da, bả ca giọng cổ, bả nhỏ cây bông. Này chuyện ma hả rồi? Ông nội tao cũng không biết nữa. Nhỏ cái đầu đỏ. Từ từ thằng cô hồn ơi. Chuyện ma gì kỳ vậy ba? Ủa, không thấy ghê hả? Vậy để tao kiếm chuyện ma khác. Nói chuyện ma một bụng mà sao nghĩ lâu về ông nội? Từ từ mày, để tao bịa gan cái chứ mày. À, nhớ rồi. Ngày 15 tháng 7 âm lịch 2022, lúc 12 giờ đêm, bà Bún Bò đang trên đường đi chợ về. Ủa mày, 12 giờ đêm chợ nào mở cửa? Chợ nào thì kể ông nội tao. Chuyện người ta kể thì lo mà nghe đi, hỏi hỏi quần què. Rồi, nghe lại nè. Lúc 2 giờ đêm bà Bún Bò đi chợ về. Lúc nãy thì nói 12 giờ đêm, bây giờ lại nói 2 giờ đêm. Mía, thằng này nó chán sống rồi hay sao á? Ăn nói xào lơ. Lúc 1 giờ đêm, bà Bún Bò đang trên đường đi chợ về thì thấy một cái bóng đen đang ăn ngấu nghiến cái đống gì đó ở dưới đất. Bà Bún Bò tiến lại gần thì bỗng con ma đó quay mặt lại. Con mắt nó đỏ ao, lòi ra ngoài. Cái miệng thì răng lỉa xỉa, cái môi thì dày, cái tay với cái chân nó thì dài miên man mà nhỏ xíu. Còn có cánh nữa. Lúc bà gặp con ma đó, bà sợ quá, bà chạy địch tủng tủng luôn. Ủa khoan, con ma mày kể tao nghe quen quen. Ừ, tao cũng thấy quen quen, chắc chưa gặp bao giờ. Trời ơi, chuyện ma nghe là biết bịa ra rồi. Giờ tới tao nè. Câu chuyện của tao có thật 100% bắt nguồn từ ông nội tao. Vào một đêm sấm chớp đùng đùng, ông nội tao với ông nội thằng đen đang quýnh cờ tướng. Thì bỗng nhiên có một người thần bí lại rủ ông nội tao với ông nội thằng đen chơi trò cầu tuột xuyên không. Ông nội tao thì chơi cái gì cũng ngu, nhưng chơi ngu thì rất là giỏi. Trong 3 giây suy nghĩ, ông nội tao đã đồng ý. Và sau lượt chơi đầu tiên thì ông nội tao với ông nội thằng đen trượt thẳng từ cầu tuột xuyên không xuống lòng đất. Và được kể từ đó không ai thấy ông nội tao và ông nội thằng đen nữa. Bữa nay trễ quá nên tao không có cái gì đã cho tụi bay ăn. Bữa sau để tao nấu kít xào xả ớt cho mà ăn.